Ông bầu của Tyson Fury bức xúc vì mang tiếng không cứu vớt trận đấu với Joshua. Frank Warren buộc phải lên tiếng trước những lời chỉ trích của Eddie Hearn về việc khoanh tay đứng nhìn trận thống nhất đai hạng nặng bị sụp đổ. Chưa kịp hân hoan vì chốt hạ thời điểm so găng với Tyson Fury vào ngày 15 tháng 8, đội ngũ của Anthony Joshua đã phải đón nhận tin xấu. Theo đó, thì tòa án Hoa Kỳ đã ra phán quyết buộc Fury phải tuân thủ hợp đồng tái đấu với Deontay Wilder và trận đấu phải diễn ra trước thời điểm ngày 15 tháng 9. Được biết, Fury đã ký hợp đồng cho màn bảo vệ đai WBC vào ngày 24 tháng 7 tới đây, do đó trận thống nhất đai hạng nặng lịch sử của boxing Anh Quốc chính thức bị đổ vỡ. Chia sẻ trên truyền thông, Eddie Hearn, ông bầu của Joshua lên tiếng chỉ trích Fury và cộng sự vì không có động thái nào cứu vớt trận đấu. Bực xúc vì bị mang tiếng, Frank Warren, ông bầu của Fury buộc phải lên tiếng đáp trả truyền thông qua The Sun. Đầu năm, tất cả những người có liên quan đến trận đấu, võ sĩ, ông bầu, quản lý đều đã ký hợp đồng về cuộc đàm phán sẽ diễn ra như thế nào. Trong đó có một điều khoản ghi rõ, trường hợp của Fury đang được xem xét bởi trọng tài. Mọi người đều biết điều đó và chúng tôi đang chờ kết quả phân xử. Có một điều khoản khác liên quan đến việc bảo mật rằng tất cả sẽ cùng thông báo. Trong khoảng thời gian ngắn, Hearn liên tục vi phạm các thỏa thuận như tự ý thông báo. Nào là đàm phán đã xong xuôi, điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Trận đấu có thể chốt hạ và mỗi khi tôi phỏng vấn, tôi chỉ nói sự thật. Những thông báo liên tục từ Hearn không hề mang tính giúp đỡ và gây ra nhiều hiểu lầm. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tyson Fury hé lộ ảnh ký hợp đồng với Deontay Wilder. Với việc trận đấu giữa Joshua và Fury chưa thể diễn ra, để Tyson Fury giải quyết thắng thua với Deontay Wilder, mới đây Fury đã ký kết xong hợp đồng cho trận đấu thứ 3 giữa hai tay đấm. Ngay sau khi ký, Fury đã lập tức buông lời chế giễu Wilder và có hàm ý nói tay đấm người Mỹ không xứng đáng để được đấu với mình. Wilder, hợp đồng đã được ký rồi đó, chuẩn bị ăn đấm knock out đi. Anh không cùng đẳng cấp với tôi đâu, tôi sẽ làm chủ trận đấu này dễ thôi, Fury nói. Judge Taylor giành 4 đai vô địch. Tay đấm Judge Taylor đã trở thành võ sĩ người Anh đầu tiên nắm giữ 4 đai vô địch thế giới của làng boxing. Taylor đánh bại Ramirez bằng tính điểm với tỷ số 114-112 từ 3 giám khảo, qua đó bảo vệ đai IBF và WBA, trong khi đoạt lấy đai WBO và WBC từ Ramirez. Hiện Taylor mới là người thứ 5 giữ được cùng lúc 4 đai vô địch ở cùng một hạng cân. Manny Pacquiao chính thức tái xuất, đấu độc cô cầu bại Errol Spencer. Mới đây Manny Pacquiao đã xác nhận sẽ tái xuất làng boxing bằng cuộc chạm trán Errol Spencer, võ sĩ vô địch 8 hạng cân và đang có thành tích bất bại trong sự nghiệp, với 21 chiến thắng, 6 hòa sau 27 trận. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 8 tại nhà thi đấu MGM Grand Las Vegas, Mỹ. Lần cuối cùng huyền thoại người Philippines thượng đài đã từng tháng 6 năm 2019, thời điểm anh đánh bại Keith Thurman để giành đai vô địch hạng bán chung WBA. Mayweather tập luyện chờ đấu Logan Paul. Floyd Mayweather sẽ gặp Logan Paul tại Miami vào tháng sau và lúc này tay đấm người Mỹ đã trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu lớn. Huyền thoại boxing 44 tuổi thường xuyên đăng ảnh và video về quá trình chuẩn bị của mình. Và một bức ảnh mới đây cho thấy Mayweather trên người có khá nhiều vết máu với bẩn lên áo tập. Joshua trêu Fury vụ đổi tên. Việc trận đấu giữa Fury và Joshua bị hủy lịch thi đấu dự kiến vì Fury phải đấu với Deontay Wilder khiến hai tay đấm người Anh có một màn đấu khẩu trên mạng. Joshua đã chửi Fury là đồ lừa đảo, khiến Fury đáp lại thách thức Joshua đấu tay không với mình. Mới đây Joshua lại tiếp tục khi gọi Fury bằng cái tên Luke, tên đệm của Fury, nhưng được đồn là tên thật vì cho rằng Fury đổi sang tên Tyson để nghe mạnh mẽ hơn, giống như huyền thoại Mike Tyson. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tyson Fury dàn xếp xong lịch hai trận đại chiến. Theo đó, Tyson Fury sẽ đấu Deontay Wilder với sự chứng kiến của hơn 40.000 người hâm mộ tại sân vận động Allegiant ở Las Vegas trong mùa hè tới. Fury vừa chính thức ký hợp đồng cho trận đấu với Wilder.
Như vậy, trận đáy chiến thứ hai giữa Anthony Joshua và Fury bị đẩy lùi xuống cuối năm thay vì tháng 8 như dự định ban đầu. Địa điểm của trận đấu này nhiều khả năng sẽ vẫn được giữ nguyên, đó là Ả Rập Xê Út. McGregor từng dự đoán mình sẽ vượt thu nhập Ronaldo. Tạp chí Forbes mới đây đã công nhận Conor McGregor là vận động viên thể thao thu nhập cao nhất trong một năm qua của làng thể thao thế giới, vượt qua cả những ngôi sao thể thao hàng đầu như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo của bóng đá hay LeBron James của bóng rổ. McGregor thi đấu chỉ một trận cho UFC nhưng lại kiếm tiền nhiều nhất nhờ thù lao trận đấu lẫn hoạt động kinh doanh. Mới đây, cư dân mạng đã đào lại được một thước phim rất thú vị về McGregor khi anh và Ronaldo có buổi tập cùng nhau vào năm 2016. Khi đó, McGregor tuy đã nổi tiếng nhưng mới chỉ xếp thứ 35 trong danh sách của Forbes, trong khi Ronaldo đang ở đỉnh cao của khả năng kiếm tiền. Dù vậy, McGregor khá tự tin nói mình sẽ vượt qua Ronaldo trong năm sau, đồng thời hỏi xem Ronaldo đã có chuyên cơ chưa. Jack Paul tố UFC trả lương cho ringer cao hơn võ sĩ. Trên kênh phát thanh Beyond the Fringe, Jack Paul tiết lộ lý do anh không ký hợp đồng dài hạn với UFC vì cách trả lương thiếu công bằng của tổ chức võ tự do lớn nhất thế giới. Thậm chí, YouTuber người Mỹ còn khẳng định UFC trả lương cho các ringer, các cô gái cầm bảng hiệu ở các hiệp đấu, nhiều hơn cả võ sĩ. YouTuber Logan Paul tích cực chuẩn bị cho trận so găng với Mayweather. YouTuber người Mỹ Logan Paul vừa hạ 3 ngôi sao NFL trong một buổi đấu tập nhằm chuẩn bị cho màn thượng đài với Floyd Mayweather. Cảnh chiến đấu mới đây đã được công chiếu trên kênh YouTube của Logan Paul. Người xem đã được chứng kiến YouTuber này giành chiến thắng trước 3 ngôi sao NFL, trong đó có cả nhà vô địch Super Bowl Glenn Gronkowski. Khabib đăng thông điệp chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ xả súng kinh hoàng. Trên trang cá nhân Instagram của mình, cựu vô địch UFC hạng nhẹ thế giới Khabib Nurmagomedov đã đăng tải bức ảnh đen trắng, chụp cảnh đông đảo người dân dành một phút tưởng niệm trước trường học số 175 ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan. Đây là nơi diễn ra vụ thảm kịch xả súng kinh hoàng khiến 7 trẻ em và 2 người lớn, trong đó có một giáo viên và một nhân viên trường học thiệt mạng sáng thứ ba. Nhiều nạn nhân khác đã bị thương. Nghi phạm Ilyan Glayeviev, 19 tuổi, được cho là một cựu học sinh của ngôi trường này, đã bị bắt tại hiện trường và đang bị cảnh sát tạm giữ. Huyền thoại boxing Holyfield muốn dạy dỗ Jake Paul. Trả lời phỏng vấn The Sun, huyền thoại Evander Holyfield khẳng định sẵn sàng thượng đài với YouTuber Jake Paul, với điều kiện YouTuber này tự tin có thể đánh bại ông và chịu chi ra khoản thù lao hấp dẫn. Sau khi đánh bại cựu võ sĩ MMA Ben Askren hôm 19 tháng 4, Jake Paul đã lớn tiếng thách thức nhiều ngôi sao làng võ thuật như Mike Tyson, Conor McGregor hay Floyd Mayweather. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.